Chào các bạn, mình là Đức của MH Điều Channel. Rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Ở trên tay mình hiện giờ đang có hộp bài Pendulum Evolution, một của những bộ bài cuối cùng của Pendulum. Một của những bộ bài cuối cùng của Pendulum. Và bây giờ mình sẽ mở hộp cho bạn xem nha. Và rồi trên tay của mình hiện tại đang là hộp bài Pendulum Evolution, một những bộ bài cuối cùng của Pendulum. Và các bạn có thể đặt mua sản phẩm này tại website của cửa hàng được chơi M2DealStore.com và có luôn cả bài lẻ các bạn nha. Trước khi mở hộp, chúng ta hãy cùng xem nhanh qua sản phẩm một chút. Chúng ta sẽ có đây là Mystic Fighting Magician, tức là những phù thủy ma thuật mạnh nhất của thế giới Pendulum. Đây chúng ta sẽ có 3 phù thủy ở đây. Cạnh bên của sản phẩm các bạn. Đây là mặt sau, thì sẽ có mã vạch, thì mã vạch này là 4012, này là của thị trường châu Âu. Thì hộp bài nhập khẩu từ Anh về. Các bạn có thể thông tin ở đây. Rồi, giờ mình sẽ tiến hành mở hộp các bạn. Một hộp như thế này, chúng ta sẽ có tổng cộng là 24 bát. Mỗi bát sẽ có 5 lá. Và tất cả các lá bài trong cái hộp này đều là ở trạng thái là Ultra Rare và Super Rare, tức là đều ở trạng thái lắm lắm thôi các bạn nha. Rồi, giờ chúng ta hãy cùng tiến hành mở hộp các bạn. Đây mình sẽ mở từng bát ra, tổng cộng sẽ có là 24 bát trong cái hộp bài này. Bát đầu tiên. Ta sẽ có là Metafu, Adamant, Lector Pendulum, Draco Valor. Ta sẽ có là Metafu Counter, Star Pendulum Wrath và Time Pendulum Wrath. Thì đây chính là hai lá bài mới dành cho cái bộ bài là Pendulum Evolution. Thì trong cái hộp bài này ở tiếng Nhật các bạn, nó sẽ có hẳn là một cái bộ bài hoàn chỉnh luôn, tức là như là một structure deck. Tuy nhiên thì bên thị trường của tiếng Anh thì cái nguyên cái hộp bài structure deck đó sẽ được làm ra thành phiên bản của một hộp bài là Butter Buck như thế này. Tôi sẽ có cái tiếp là Retrobit Timer, Pendulum Shift, Zebra, Divine Strike. Khi mà một ma pháp và cạm bẫy hoặc là một hiệu ứng của quái thú được kích hoạt, loại bỏ đi một lá bài Face Up Zebra ở trong Extra Deck và vô hiệu hóa cái hiệu ứng. Và nếu bạn làm cái điều đó thì tiêu diệt luôn cái lá bài có cái hiệu ứng. Tôi sẽ có là Purple Poison Magician. Lá bài này thì được xem là một cái Fusion Dragon. Nó sẽ có là Black Fang Magician. Hiệu ứng ở đây các bạn có thể đọc nha. Bắt cái tiếp các bạn. Chúng ta sẽ có là Lector Pendulum nữa, Odd High Fusion, Hypnotic Sitter, Time Star Magician. Phải được EDZ Summon bởi các nguyên liệu ở trên. Tức là bài này sẽ cần là hai quái thú Magician mà là hai Pendulum. Đó là một lượt bạn có thể bỏ một cái nguyên liệu từ lá bài này để mà thêm lên tay của bạn một lá bài, một cái phù thủy hệ bóng tối từ dưới mộ bài, từ trong bộ bài, từ dưới mộ hoặc là ở trong Extra Deck. Đó là một lượt. Thì nếu quái thú Pendulum mà bạn ở trong cái vùng mà Monster Zone hoặc là Pendulum Zone mà bị đánh trôi và chiến đấu hoặc effect, thì bạn có thể gửi một lá bài phù thủy Spellcaster từ trong bộ bài của bạn xuống mộ thay thế cho sự tiêu diệt đó. Thì có thêm một lá là Time Pendulum Wrath nữa. Chúng ta sẽ có là Enlightenment Paladin, Retrobit Timer, Dragon Spoon Magician, Triple Iris Magician và White Wind Magician. Lá bài này được xem như là một lá bài xích rô nha các bạn. Tiếp tục này có là Stargazer Magician, Odd Eye Fusion, Dragon Bull Magician, một Time Star Magician nữa và Chronograph Succeeder. Ở cái độ hiếm là Ultra Rare các bạn. Tiếp tục chúng ta sẽ có là Odd Eye Pendulum Dragon, Metafu, Dragon Mirror và Tamta Magician. Kế tiếp chúng ta sẽ có là Black Fang Magician. Nói chung thì cái hộp bài này chúng ta sẽ có chủ yếu là ở trong cái bộ bài Pendulum. Thường nếu các bạn sẽ mua một cái hộp như thế này, chúng ta sẽ có đủ các lá bài cho một bộ bài Pendulum của chúng ta luôn. Chúng ta sẽ có là Metafu, Orika, Weforce, Tamta Magician và Star Pendulum Wrath. Tiếp tục các bạn. Rồi, chúng ta sẽ có là Tissue of the Yang Jin,
Zebrasi Performable School Robot Soccer, một những lá bài được cho phép sử dụng thời gian gần đây trong các mạng lưới gần nhất Rama Eye Magician, Harmonizing Magician. Chúng ta sẽ có thêm một lá là Astro Rap Sub-Zero, ở độ hiếm là Ultra Rare. Kế tiếp chúng ta sẽ có là Gaiden Ari và Weforged Monolith, Stellar Knight, Zebra Tupan và Harmonizing Magician, Double Iris Magician. Unwearing Bow, khi mà đối phương kích hoạt hiệu ứng của Pendulum Effect hoặc là hiệu ứng mà của một lá bài trên vùng Pendulum Zone thì vô hiệu hóa cái hiệu ứng đó, và nếu bạn làm cái điều đó thì loại bỏ cuộc chơi cái lá bài chứa hiệu ứng. Nó sẽ có là Rama Eye Magician, Focal Canon, Time Pendulum Wrap và Waywind Magician. Chúng ta có là Oracle of Zebra, Rescue Hunter, Stunning Magician, Chronograph Sub-Zero, Double Iris Magician. Nếu các bạn có nhu cầu view bộ bài này thì xin chúc mừng các bạn, là một bộ bài của bạn sẽ toàn bộ đều là Fawn hết, đều có độ hiếm là từ Super Rare đã lên hết. Chúng ta có là Odd Eye Meteor Burst Dragon, một con rồng chủ lực nằm trong cái bộ bài là Master Pendulum. Chúng ta sẽ có là Dragon Mirror nữa, Zebrasi, Ronald Rap Sub-Zero và Time Pendulum Rap. Rồi, chúng ta có là một Advent Eccentric, Hot Eye Absolute Dragon, một những lá bài chủ lực của cái bộ Master Pendulum luôn. Kế tiếp là Zebra Divine Strike, Ronald Rap Sub-Zero và Astro Rap Sub-Zero. Chúng ta có là Metaphor, Crimson Knight, Summoner Act, Rescue Hunter, Star Pendulum Wrap và Purple Poison Magician. Retro Beat Timer, chúng ta sẽ có là Echo Oscillation, một cái lá bài thuộc hệ Psychic, mình tên khó đọc mình sẽ không đọc các bạn. Một cái lá bài Time Pendulum Wrap nữa và Waywind Mansion. Kế tiếp sẽ có là Odd Eye Vortex Dragon, cũng vẫn là một trong những lá bài chủ lực của cái bộ bài Pendulum Bofobo các bạn. Sẽ có là Time Gazer Magician, Odd Eye Meteor Burst Dragon, Double Iris Magician và Time Star Magician. Kế tiếp là Unwind Bow, Dragon Ball Magician, Zebra New, Triple Iris Magician, Autograph Sub-Zero. Chúng ta sẽ có là Metaphor, Orita, Performable School Robot Sucker, Off-Varon Magician, Purple Poison Magician và Ronorap Sub-Zero. Ở đây mình sẽ còn là 2, 4, 6 bắt nha các bạn. Tiếp tục nào, Odd Eye Absolute Dragon, ở đồ hiếm là Super Rare, Weforged Monolith, Pendulum Corn, Double Iris Magician và Star Pendulum Wrap. Pendulum Storm, Magical Abductor, Gunspeed Magician, Harmonizing Magician và Autograph Sub-Zero. Nói chung là những bộ bài trong cái hộp này thì rất là nhiều lá giống nhau các bạn. Bởi vì cái mình nhớ không nhầm thì cái side deck của nó chỉ có khoảng là 60 lá thôi. Odd Eye Vortex, Metaphor Counter, Guiding Arini, Waywind Magician, Time Pendulum Coin. Chúng ta có là Amazing Pendulum, Noble Dragon Magician, Stellar Knight, Purple Poison và Waywind Magician.
Sẽ có là Amazing Pendulum, Master Pendulum, The Dragon Slayer, Nepal Dragon Magician, Time Gazer Magician và Time Pendulum Trap. Đây là bắt cuối cùng các bạn. Sẽ có là Echo Oscillation, Pendulum Con, Weforce Scout, Auto Rap Sub-Zero và Black Fang Magician. Có một điểm đặc biệt mà các bạn cần lưu ý khi mà chơi cái bộ Pendulum Evolution này, đó chính là quái thú chủ lực của bộ bài, chính là Supreme King Z-Arc. Thì cái lá bài này hiện đang bán được hàng M2, các bạn có thể truy cập địa chỉ website trên màn hình đặt mua. Thì đây chính là quái thú chủ lực mà bắt buộc phải có trong tất cả các bộ bài Pendulum Evolution. Và hiện tại thì mình đã hoàn thành xong cái bài mở hộp Pendulum Evolution. Nếu các bạn thấy video này hay, các bạn hãy bấm nút subscribe hoặc nút đăng ký để là những người đầu tiên xem những video mới nhất tại M2 Deep Channel. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.